Hello mọi người, welcome mọi người đã đến với kênh Thuận Nguyễn Cuộc Sống ở Anh Quốc nha mọi người. Nói chung là em quay về cuộc sống của em thường ngày, mấy mẹ con em sống sao thì em quay như vậy á. Mọi người có thương thì mọi người nhớ ủng hộ kênh của em nha mọi người. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Hôm nay em gửi đến mọi người là cái món súp này là vừa tay vừa ta nha mọi người. Nói chung là người lớn ăn cũng bổ dưỡng mà con nít ăn cũng bổ dưỡng. Thì cái này là thịt sấy thì mình nêm nếm những cái gì là thường thường có trong nhà mình nêm nếm như đồ ăn gia vị đó là đường nước mắm bột ngọt đó. Thì cái này là em cho là muối nè, đường bột ngọt nè, hành lá. Và một lát thì mình sẽ miết nó, mình sẽ dắt cục nó nha mọi người. Còn cái này là phải lăng tây, cái này là ớt ớt tây, cái này là cà nha mọi người. Là mấy món này em sẽ kết hợp lại nấu súp. Và mình có thể ăn chung với cơm, vừa ăn súp cũng được. Mà cái súp này nói chung là mình ăn thường thường Tây nó ăn là nó sẽ chấm bánh mì. Nó không có ăn cơm nhưng mà mình người người Việt Nam thì tất nhiên là mình thích cơm thì mình ăn cùng cơm. Nói chung mình thích ăn cơm mà ăn, thích ăn bánh mì thì ăn. Ăn cái gì tùy, mình cảm thấy mình hợp cái gì mình ăn cái đó. Và bây giờ là mình sẽ chuẩn bị đi nấu đây nha mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ miết cái này lại và nói chung là bóp nó lại nha mọi người, nhồi đó nha mọi người. Thì em đã bỏ một ít bột năng và một miếng mỡ vào cho cái mỡ nó làm cái thịt mình nó vừa mềm vừa mịn vừa bóng ấy mọi người. Một lát nữa mình nhồi nó không có bị dính tay. Với một một ít bột năng là để cho bột năng một lát nữa mình lúc mình nó vô súp thì nó sẽ dai dai cái cục thịt đó mọi người. Bây giờ mình sẽ nhồi. Mình cứ nhồi 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 chừng nào mà cảm thấy là nó được nó mịn nó được là ok, cứ nhồi vậy đó, nhồi khoảng 5 1 phút vậy đó. Cái càng nhồi thì nó càng dính nha mọi người, tại vì mình có bỏ bột năng vào đây không dính tay nha mọi người. Mỡ này mọi người không dính tay, không dính tay nha mọi người, mình bỏ mỡ nên là nó không sẽ không dính nè nhiều. Bây giờ mình sẽ gọt vào tay thầu hũ với đi rửa đồ, mình sắt đồ nha mọi người. Gọt vào tay thù sắt đồ rồi xong rồi mình mới miết nè mọi người, bắt đồ lên rồi mới miết lại nha mọi người. Giờ mình sẽ cắt ớt và cắt vào tay thù nha mọi người. Cái này cắt loại nhỏ nha mọi người, cắt nhỏ nhỏ mọi người, và cắt cà cắt cũng nhỏ. Nói chung là cái này là cắt nhỏ mọi người, là kiểu giống nhau mọi người, cắt nhỏ nhỏ thôi nha, cắt phần dài nhỏ nhỏ nha, giống như súp tay vậy đó mọi người. Tất cả là mình là sắc nhỏ luôn hết, cái này cũng vậy, thể thù này cũng thế, cắt chỗ nào cắt cắt nhỏ là được hết. Cái thể thù thì mọi người cắt như thế này nó cũng giống như vậy luôn đấy, mình cắt ra ngay góc nó nhỏ nha. Tại vì một lát mình nấu nó lẹ chín quá nên là mình cũng quá nhỏ luôn á, vừa vừa thôi, cái bằng một như thế đó, cái nào nó cũng giống nhau phải cắt vậy hết á. Bây giờ mình sẽ đổ mỡ vô và mình xào mấy cái kia lên nha mọi người, xào với lên thay bồ lên nha mọi người. Em đã cắt xong một dĩa như thế này, đây là em mới bỏ thêm một ít hành vào nha, cái này là hành củ nha mọi người. Bắt đầu mà tất cả mình mix lại hết nha, cái này hành củ, cái này cà, cái này ớt tây, cái này là bà thầy thù, cái lan tây. Bây giờ mình sẽ bỏ vào chung hết, rồi mình xào. Mình xào cho nó mềm hết nha mọi người. Rồi mình mới đổ nước sôi vào. Hết tất bây cả giờ là mình mềm hết sẽ... luôn nha mọi người. Bắt đầu mình sẽ đổ nước sôi vào và một lát mình sẽ dắt thịt bỏ vào để nước sôi và mình vớt bọt, còn mình sẽ dắt thịt bỏ vào. Thì mình cứ đứng mình trộn trộn như hoài nha mọi người thì nó mới đều, nó mới mau nhừ được.
bây giờ nó đã nhừ rồi nè mọi người, nên đổ nước sôi cho mọi người nhé. Mình đứng mình trộn từ nãy giờ, bây giờ nó đã nhừ rồi nè. Bây giờ mình sẽ đổ nước sôi vào. Đổ gia đình mình ăn bao nhiêu thì mình đổ bao nhiêu nha mọi người. Gia đình em có mấy đứa nhỏ thôi thì em đổ ít. Nấu cái nồi vừa vừa phải ăn có một buổi nha. Với do cái số, với mình cũng phải coi cái số lượng mà cà với mà tay thù rồi nó bao nhiêu thì mình đổ dừa thôi, đừng có cho nó lỏng quá. Mà cũng đừng có để cho nó quá đặc. Đó, như vậy là được rồi đó, nó không đặc mà nó không lỏng nè, như vậy là được rồi nè. Tại vì súp thì nói chung cũng có đặc, quá, nó lỏng lỏng một tí xíu mới là súp. Đấy, bây giờ vậy đó, mình cứ để cho nó sôi một lên rồi mình vớt bọt. Xong rồi vớt bọt xong thì mình sẽ đi dắt thịt cục cục bỏ vào. Cái này là một lát nữa, cái cà nó đã ra chua rồi nhưng mà nó không có chua lắm. Nhưng một lát nữa em sẽ bỏ một tí cái vị me chua của mình vô, me chua mà me chua bọt cũng nha mọi người, chứ không phải là cái loại cục đen xì nha. Cái loại mà nó làm cho cái nước mình nó trong á, chứ không phải là cái loại ấy à, cái loại đen đâu à. Thì nó mới thành cái súp mình nó trắng nó trong được. Đó, cứ để cho nó sôi ục vậy thôi. Súp của mình nó đã sôi ục rồi nè mọi người. Bây giờ em sẽ vớt bọt, em sẽ bỏ cái bịch me này vào nha mọi người. Bỏ một ít thôi mọi người, không có bỏ chua lắm đâu. Không phải nấu canh chua đâu, mình cho nó có vị chua một tí xíu chút cho nó dễ ăn á. Nó đã có cà, nó đã ra cái chất cà nó cũng đã chua rồi. Nhưng mà cái chất cà nó cũng không có chua bằng cái này, bỏ vô một tí nữa. Chua nhẹ, để cho nó chua nhẹ, để mình dễ cái ăn cái súp, dễ nuốt ha. Bây giờ nó đã sôi quá rồi, vớt bọt thôi. Mình sẽ bỏ một ít thôi nha mọi người, không bỏ nhiều đâu nhé. Bỏ cho nó chua nhẹ nhẹ cho nó có cái độ chua thôi. Như thế là được rồi. Em sẽ bỏ một ít này vào nha mọi người. Thì thường thường em nói với mọi người rồi, em thích chế biến những cái gì mà nó độc nó lạ một tí. Thì cái thường thường cái súp này có người ta sẽ bỏ những cái cọng bún nhỏ nhỏ, cái nô đường nhỏ nhỏ của Tây đó, nhưng mà em sẽ bỏ vào cái này thì nó ăn nó cũng rất là ngon, tại vì mình đã ăn qua rồi nha mọi người. Thấy ngon thì mới bỏ vô nha mọi người. Em sẽ cắt nhỏ nhỏ bỏ vô nha mọi người. Mình sẽ ngắt nhỏ nhỏ bỏ vô nha mọi người. Thì một lát đó là mình ăn trong đây nó có nhiều cái thứ trong đây là mình không bị ngán. Có tất cả về table và cái cọng bún này nó sẽ nở ra, nó làm mình ăn. Có cái cọng này nó nhỏ nhỏ, nó cũng thích, cảm thấy thích hứng thú ăn nữa. Đấy, một lát nó sẽ nở ra. Cái này là mình làm pháp tà đó mọi người, mì ý mọi người. Cái này là bún ăn mì ý đó mọi người đó. Mình sẽ cắt một ít thì mình sẽ ngắt một ít thì mình bỏ vô, thì một lát nó sẽ nở ra. Mình vừa thôi, không cần phải bỏ nhiều lắm đâu, bỏ khoảng một ít được một nắm thôi. Mình sẽ cắt nhỏ nhỏ như vậy, mình ngắt nhỏ nhỏ như vậy nè. Người ta sẽ ăn cái loại kia nhưng mà em lại thích ăn cái loại này. Thì em đã try qua rồi và đã thử qua rồi, nó rất là ngon nên mình mới làm luôn đó. Bây giờ mình cứ nấu là bỏ nó vô à. Nè, em đã bỏ, đã ngắt hết một ít bún và bún nó phát tài vào đây rồi nha mọi người. Nó bún nấu mì ý đó mọi người, em ngắt nhỏ ra đây, một lát nó sẽ nở ra và làm mình cũng dễ ăn đó nha mọi người. Đó, một lát nó sẽ nở ra. Nó có cái loại kia nhỏ lắm mà, nhưng mà nó sẽ vô á, vô đây nó sẽ mềm rượu ra nên là mình không có thích. Mình cái loại này nó thì nó dai, nó vô đây một lát nó không có mềm rượu, nó sẽ dai, nó không có gục gã, nó sẽ dai. Còn cái loại kia nó sẽ dạ gục gã ra hết rồi. Nhiều lúc sống ở đây lâu rồi tiếng Việt mình cũng nói nó lộn lưỡi, mọi người có gì thông cảm nha mọi người. Nói tiếng Anh quen rồi, nói tiếng Việt cái nó lộn lưỡi nè. Bây giờ mình cứ đợi rồi một lát nữa mình sẽ bỏ thêm một ít đồ nữa. Mình sẽ bỏ nêm nếm nè, rồi giò thịt vô, mình đợi cho bún nó nở ra rồi mình mới bỏ thịt vô. Tại vì nếu mình bỏ thịt trước thì thịt nó chín quá nó sẽ khô đi đó. Nên là mình phải đợi cho cái bún rồi nó, cái này nó nhừ thì không sao, giống như là vegetable nó nhừ thì không sao, nó càng nhừ thì nó càng tốt. Nhưng mà cái bún này á, nếu mà nó còn ấy gì nó cứng, một lát mình bỏ cái thịt vô nó chưa kịp chín thì không có tốt. Nên mình phải đợi cái bún nó phải nở ra rồi mình mới bỏ cái thịt vô sau. Cái thịt thì nó lẹ chín lắm,
mà để lâu quá thì nó sẽ bị cứng cái thịt ấy, không ngon. Nên bây giờ mình chờ đợi thôi. Bây giờ mình đã chọn súp, mình đã sắp sắp sửa chín nha mọi người. Thì bún mình đợi một tí nữa, bún này nó nở ra một tí, cọng bún nó nở ra một tí thì mình sẽ ấy thịt bỏ vô, nhồi thịt, nhồi cục bỏ vô, rất là bổ dưỡng mà rất là ngon. Em đã nêm nếm rất là vừa ăn rồi. Bây giờ một lát nữa bỏ thịt, cái thịt cục vô nữa thì nó ra cái chất thịt nữa thì nó béo và ngon nữa, rất là ngon nha mọi người nha. Độc và lạ hơn một cái là tại vì mình có cái cọng bún này vô đây, người ta sẽ dùng cọng bún kia nhưng mình ăn cọng bún này, và người ta sẽ có nhiều người họ sẽ bỏ thịt sấy cục cục, nhưng mà em thì có nhiều người không bỏ. Nói chung là em thích bỏ thịt vô ăn cho nó có đầy đủ, nó đỡ ngán và nó dễ ăn một tí. Có nhiều người họ sẽ không bỏ, họ sẽ nấu súp không như thế này. Mình sẽ dò thịt bỏ vô nha mọi người. Thì cọng bún nó đã sắp chín rồi mọi người, để cho cái thịt nó ra cái chất ngọt, để cái nước mình nó càng thêm béo và ngọt nha mọi người. Thì cục mọi người cứ dò phẳng bay lớn này đó, rồi bỏ vào thôi, đừng có bự quá, cũng đừng có nhỏ quá, gì vừa vừa vậy đó. Nói chung là cũng tùy theo ý thích của mọi người, thích dò kiểu nào đó, dò bự nhỏ gì đó tùy. Ngon lắm nha mọi người, nó có cái độ chua vừa phải thôi nha mọi người. Em tại vì này nó phải cho nó chua chua, nó lạt quá thì ăn cũng không có ngon. Nó phải chua 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 cho mấy đứa con nít nó dễ ăn á, nó thấy chua chua miệng ngon ngon nó dễ ăn hơn. Mở nấu một nồi mới lớn vậy chứ một lát con đứa con tô là hết trơn á mọi người, sạch hết luôn á, sạch trong một buổi. Bốn đứa là một đứa con tô thì còn gì nữa. Thì mong là mọi người thương và ủng hộ mẹ con em nha mọi người. Thì mai mốt em sẽ làm những món và chế biến những món độc và lạ để gửi đến mọi người nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh và theo dõi những cái video mới của em nha mọi người. Giờ cái súp của chúng ta đã như thế này. Em đã bỏ thịt vào hết rồi nha mọi người. Bây giờ nó thành viên viên như thế này nè. Nó nổi viên viên cục như thế này nè mọi người. Nhìn thấy ngon không? Đấy, nó sẽ như thế này. Nó ở dưới nó có màu mè, tùm lum màu sắc nè, đủ thứ màu sắc nè. Một lát nữa mình sẽ bỏ ngò gí lên nha mọi người. Bỏ sắc ngò gí nhỏ và bỏ lên nha mọi người. Lúc khi mà nó chín là mình tắt lửa thì mình sẽ bỏ ngò gí vô sau, tại ngò gí nó dễ bị chín á. Đấy, nhìn thấy thèm không? Có ai thèm không nào? Cục cục như thế này nha mọi người. Thì em có lúc mà nãy thì em có xô là thịt em bỏ một tí bột năng vào, nó sẽ dai dai nha mọi người, thì ăn nó sẽ ngon lắm. Đấy, cái súp của chúng ta đã chín rồi nha mọi người, tất cả đều chín rồi, nó sẽ thành cái màu như thế này nha mọi người, nhìn cũng rất là đẹp mắt nha mọi người nhé, mà ăn rất là ngon nha mọi người nhé. Xong bây giờ em sẽ tắt lửa và sẽ múc ra là review cho mọi người thưởng thức cùng em nha, có cảm nhận nha mọi người. Bây giờ mình sẽ múc ra nè. Đấy, nó có mấy cái cọng bún ở trong đây nè mọi người. Mọi người thấy mấy cọng bún không? Ăn nó xong bị ngán nha mọi người. Đó, nó có màu đỏ nè, nó làm đỏ đỏ cho em nhỏ nó thích. Màu mè tí. Đấy, có vỏ thay thù đồ dễ ăn nha mọi người. Đây, bây giờ súp của chúng ta đã như thế này. Bây giờ em lấy ra là em bỏ một miếng ngò gí lên nha mọi người. Chúng ta sẽ bỏ miếng ngò gí và chúng ta trộn lại. Đấy, nhìn thấy bắt mắt không? Mình sẽ ăn chung với bánh mì nha mọi người. Đây là bánh mì nha mọi người. Đây là bánh mì. Thì mình muốn ăn cái gì mình ăn bánh mì cũng được. Mình có thể húp súp không cũng được. Và bánh mì loại này cũng được, bánh mì loại kia cũng được. Nói chung mình ăn bánh mì nào cũng được, nó tùy ý mọi người nha. Em lại ăn bánh mì này. Bây giờ em thử cho mọi người cảm nhận nha. Ngon lắm nha mọi người. Đó, mình cứ chấm súp gì mình ăn thôi, mấy đứa nhỏ nó cũng thích nữa. Mời mọi người nha. Cái nước rất là ngon. Cái nước chua chua ngọt ngọt.
chua chua, nó cho nói chung nó có đầy đủ gì hết, chua chua mặn mặn ngọt ngọt, nó có đầy đủ cái gì hết, rất là vừa ăn nha mọi người. À, nó ra cái chất thịt này nó chúng ta rất là thơm, cái thịt này mình rất là thơm đấy, tại vì em có bỏ lúc mình làm thịt mình có bỏ một miếng tiêu vào nha mọi người, một tiêu tiêu sấy. Bây giờ em sẽ thử cảm nhận một cái cục thịt này như thế nào, nó dai dai nha mọi người, em chĩa xuống là em gắt nó ngang là em biết nó dai dai rồi nè, mời mọi người nha. Thịt sấy là rất ngon á, nóng quá để ăn xong mới nói ngon lắm. Rất là ngon luôn mọi người ơi, mọi người có làm thử cho gia đình mình ăn nha mọi người, ngon lắm, bổ dưỡng, dễ làm, rất lẹ luôn mà không có mất tiền, rất là easy everything. Ok, chúc mọi người thành công nha, ăn cái bánh mì này rất là ngon nha mọi người, rất là dễ ăn nữa. Ok, bye bye mọi người nha, nếu mọi người có thích kênh của em thì nhớ bấm ủng hộ giùm cho em nha mọi người nha, thank you.